chúng ta sẽ tiếp tục với chinh phục cái game đi tập mà nào. Tiếp tục với cuộc hành trình tiên tỷ của Doraemon Nobita rồi nè. Chúng ta sẽ không chơi với Nobita và Sukuna, chúng ta sẽ chơi với ba nhân vật còn lại là Suneo, Chai En và Doremi. Thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, những ngày chúng ta khỏe chúng ta cứ làm thôi. Đi quên đi, em qua ngủ 15 phút như vậy mà chưa tới 15 phút. Thôi thử phạm em gặp cái dòng dễ mình lấy tiền lại mình làm cần. Ok, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mở vào chỉ đối với mi là một cơ hội, chắc chắn là một cơ hội không ngon lành gì. Được bầu làm giám đốc trả mỗi người 50 đô trong việc tiền. Tiền đã không còn của đô la Mỹ, tiền của đô la Mỹ đã mất 50 đô mùi mất 100 đô đầu tiên. Hầu như cái đầu thì không tục với chung quanh. Anh không giống cái mũi dây nữa. Nãy mà nói là mũi bỏ bố rồi mà được chung. Hay là bộ đi kia không em ơi. Biếu thì giống đọc truyền của thằng Ngọc Thanh đấy. Cô đã định mua nhà ở đường Cộng Hòa đầu tư. Được nó
đầu tư mua nhà. Anh Hoàng có nhà chưa? Gì? Thế anh Hoàng này có nhà rồi không? Nhà gì? Mua nhà. Biết nữa. Biết đó. Biết. Anh Hoàng làm lâu rồi chắc cũng giàu. Hoàng làm từ được anh làm 2 năm được nó thành rồi. Anh Hi hồi xưa có làm đấy rồi mà nghỉ. Quay trở lại thì cũng là người mới thôi. Welcome to Slow Down Soda. Chà, thằng trẻ em này cũng bậy. Cũng khiếp nhờ. Thằng trẻ em sẽ bắt được cơ hội gì? Nhà bắn luôn tiền lần 50 đồng. Ngon. Khác với chị bé Doremi thì cầu Doremon đã có 50 nữa. Ngon. Trẻ em đang là người giàu nhất bằng đô mất rồi. Đến mi đi tiếp. Ba. Thăm tu nha, không phải ở tu đâu nha, ở tu. Lại nhầm nha. Lại nhớ ba số người đúng không ạ? Hả? Bảy. Ừ. Từ chơi từ... từ gì vậy? Bình luận thôi nha. Bình luận cho bầu tôi thì cũng căng thẳng. Sẽ có... cô lại đi vào một cái nhà khác nhưng cô vừa mới đầu tư mua nhà nên bây giờ không có tiền mua nhà nữa. Tiếp tục. Mời cậu cho em lên đường 11. Con. 11. Cho em rất giàu, cho em cứ thế mua nhà thôi. Cho em đại gia. 88. Cho em còn cái gì? Giant. Đại phú à? Đại phú. Cái anh đại phú đã có nhà của mình. Hạt đại phú. Trời, chúng mày sẽ biết đây. Được của nó. Đọc lại danh mày quá. Cái này nó cái tâm à. Ờ, cái tâm. Em nhận còn gặp tôi không nữa. Quỷ này vài cái thế.